Bạn năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi hôm nay? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi. Hôm kỳ thi vừa rồi bạn thi có tốt không? Dạ tốt. Bạn thi tốt, bây giờ bạn có muốn mẹ tặng một cái món gì không? Dạ được. Ok. À, bây giờ mẹ dắt lại đi, mẹ dắt tiên đi lại chỗ chỗ mua xe đi nào. Wow, ở đây có một dạ, chào cô đi con Homi, chào cô. Rồi cô ơi, bây giờ là Homi mua dắt mẹ tới đây để mua một chiếc xe, bây giờ cô có chiếc xe nào cô có thể giới thiệu cho Homi được không? Đây bây giờ Homi lựa xe đi kìa, đó cô giới thiệu, đây cô có ba chiếc nè, đó Homi chạy thử đi. À, lắc đi không ơi, à, hay quá, xe này cũng chất lượng không ơi ha. À, lắc đi, lắc đi. Ôi trời ơi, té rồi, trời ơi, đỡ lên, trời ơi, có sao không, dạ, có sao không, trời ơi, sao vậy, sao lại, trời ơi, bây giờ lại nói với cô đi, lại nói với cô, nói với mẹ đi, mẹ ơi, con bị té. Chết rồi, đỡ lên không ơi, đỡ lên, đỡ mẹ lên kìa. Trời ơi, đỡ lên. Ôi trời ơi, sao khóc rồi. Kìa cô tới rồi. Ôi có chuyện gì vậy? Trời ơi, té, đập cái ngựa đất luôn rồi giờ. Chắc xịn lắm nha. Rồi, cô lấy xe chạy đi, cô bán xe chạy đi nào. Ôn. Trời ơi, đâu bị gì đâu, sao lại nó bị té. Lại coi. Ôn. Ôi trời, té coi. Đỡ có vậy. Trời ơi, đè luôn, cái xe đè luôn rồi. Cứu cô ra. Trời ơi. Lên tưởng xe màu xanh nha, để cô bán xe chất lượng không nha. Rồi, không biết chạy. Wow, nha các bạn ơi. Ôn. Kìa, dí theo xe kia luôn kìa. Ôn. Ghê thiệt, trời ơi, thôi xe này ghê quá, tốc độ ghê quá. Ôn. Ghê quá, trời ơi. Ôi, mô tô ghê quá. Ôi, tông luôn rồi. Ôi, cái chiếc này ghê quá. Cái chiếc này ghê quá các bạn ơi. Ôi, tông tự lơ luôn rồi. Ôi, xe tông gì vậy, xe ghê. Nó chạy nhanh ghê, tốc độ ghê vậy ta. Rồi 1, 2, 3 chạy. Ôi ghê, trời ơi. Ghê quá. Ôi ghê quá. Đứng lưỡi đứng lụa kìa, đứng tông à. Ghê quá, trời ơi. Không ơi. Trời ơi, ghê quá. Yo, đây là con đường thứ 3, chưa? Các bạn ơi, bây giờ sau 3 vòng đua là các bạn cảm thấy là có khỏe không? Đuối rồi các bạn ơi. Đuối rồi hả? Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ thân ngân nha. Rồi, bye bye các bạn đi. Trời ơi, yếu xèo hả? Mạnh lên đây. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye.
mình.